Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phát động kêu gọi vận động ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã tham gia ủng hộ kinh phí phòng chống dịch và chương trình sóng và máy tính cho em. Dự lễ phát động có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Giàng Sơ Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhu cầu hỗ trợ còn rất lớn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình phát động hưởng ứng kêu gọi vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện cao điểm từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tiểu ban Vận động Huy động xã hội đã thống nhất để kêu gọi vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Và để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch lần này thì mong muốn là có thêm một cái nguồn lực, trong đó có cả nguồn lực về tài chính, nguồn lực về các cái nhu yếu phẩm, các cái trang thiết bị y tế để trực tiếp góp phần ứng phó với các tình hình diễn biến của dịch bệnh. Ở các cái cấp độ thì chúng ta hoàn toàn chủ động để trong công tác phòng chống dịch, trong đó kể cả về lực lượng thuốc men, về các trang thiết bị y tế, về các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân ở các cái khu cách ly, cho nhân dân ở các cái vùng giãn cách và đặc biệt là ở các cái trung tâm chúng ta, ở các bệnh viện dã chiến, để chúng ta đảm bảo là không để một người dân nào thiếu đói trong phòng chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội tỉnh, 23 cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh đã ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 và chương trình sóng và máy tính cho em với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó ghi nhận nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, dù còn gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, song vẫn nỗ lực vượt khó, góp sức đồng hành cùng tỉnh có thêm nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống dịch và chăm lo cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện được học tập tốt hơn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Với chiến lược phát triển bền vững và coi trọng nhân tài, tập đoàn Cosi chúng tôi coi trọng tri thức là nguyên khí để phát triển xã hội. Ngoài việc ủng hộ vào chương trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đầu như vào quỹ mua vaccine, mua các trang thiết bị, thì chúng tôi đề cao cái chương trình sóng và máy tính cho em. Qua việc trao tặng 3 tỷ đồng cho chương trình này, tập đoàn Cosi chúng tôi mong muốn được đồng hành hỗ trợ các em học sinh, sinh viên ở tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các tổ chức cá nhân để đợt vận động đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội.